rồi. Úi giời. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ test chiếc Anovi 30S lên đường cứu chủ. Rồi, các bạn có thể thấy Anovi 30S qua đường đường công mình đã quay các bạn cảnh quân công rồi đúng không? Và cái lô này nó đã khác hơn so với cái lô trước. Mình sẽ tháo luôn phần áo che ở trên để các bạn có thể thấy được can lồ lộ ở bên trong như nào. Đây, đầu áp này, đầu áp này, đầu áp thay đổi so với cái đầu áp ngày xưa nhá. Đầu áp ngày xưa nhìn nó khác, đầu áp này thay đổi rồi. 30S này, Anovi 30S. Đó, trên này thì nó sẽ có một số series ký tự gì đó luôn. Đây, mặt đích này, thân motor này rất là lớn nhá. Con này thì chạy áp ổn nhất ở mức độ 153, 18 lít trên phút. Rồi mình sẽ đấu test thử cho anh khách trước khi chuyển đi. Đây, thân dày, rất là dày này, khung sườn cực kỳ chắc chắn. Đây là lựa chọn cực kỳ tốt ở phân khúc giá dưới 10 triệu. Cụ thể là 9.800.000 miễn phí vận chuyển, 9.800.000 đặt cọc 1 triệu miễn phí vận chuyển luôn. Rồi mình sẽ test cho anh em xem. À, trước khi test thì mình sẽ show lại thêm một cái điểm khác nữa của con máy này. Là cái phần ngày xưa cái bảng điện nó để ở vị trí này thì mình đã chuyển sang về tủ điện cơ như bình thường nhá. Đây này, áp rồi tủ điện cơ như bình thường luôn. Và con này nó sẽ có hai chế độ chạy. Cái công tắc này các bạn để ở giữa này thì nó sẽ là tắt. Các bạn bật lên trên thì là máy vẫn chạy. Khi các bạn nhấc súng thì nước nó sẽ về hồi và máy nó sẽ không dừng. Máy nó vẫn chạy, nước về hồi. Còn bật xuống dưới là khi mà các bạn dừng súng thì máy nó sẽ lập tức nó tắt luôn. Đấy là nó sẽ có hai chế độ nhá, để cho các bạn hiểu và các bạn sử dụng một cách chính xác hơn. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem khả năng vận hành con này như nào. Trước mắt là mình sẽ thử với cái tép 15, bếp 15 độ nhá. Đấy, đây là đang chế độ là ngắt súng máy vẫn chạy. Anh em nhá, mắt súng máy vẫn chạy này. Đây, con này có thể ép lên được tầm 183, nhưng mà nên để 153 thôi. Đây, các bạn này, đây là bếp 15 độ nhá. Cái súng này là không phải súng theo máy đâu nhá. Súng theo máy là súng đỏ. Súng này là mình lấy mình thử thôi. Còn súng của nó sẽ là súng đỏ nhá anh em nhá. À không? Mạnh thế nhỉ? Rồi đây cơ, các bạn thấy này, vẫn chạy nhá, máy vẫn chạy này. Chuyển sang chế độ kia nhá này. Tắt máy này, chuyển sang chế độ kia này. Đây nhá các bạn này, bóp súng này. Máy chạy nhá. Ngắt này, máy nhả này, máy tắt này. Đây là mình chọn chế độ mình chạy nhá. Các bạn lưu ý, dễ sử dụng mà. Mình chạy bếp đỏ, bếp phá cho bạn xem nhá. Bếp phá này, 9.800.000 quá hợp lý. Dòng tua chậm. Các bạn lưu ý này, khi mua máy này, thứ nhất để ý xác máy, thứ hai là để ý phụ kiện theo máy, và thứ ba là để ý cái tua vòng máy. Dòng mà tua nhanh thì giá nó rẻ, tua chậm thì giá nó sẽ đắt hơn. Này. Đúng, đúng. Bắn xa. Đúng, hơn lít. Úi giời. Úi giời. Tuyệt vời. Bắn căng nhỉ. Đừng có mà đùa anh em ạ. Đây là bếp phá nhá anh em nhá. Này. Đây mình đang để 150 khóa rồi. Khóa 150 rồi. Rồi ok. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ với điện máy Mỹ Sơn nhá. Bộ này giá là 9.800.000. 9.800.000 đặt cọc miễn phí vận chuyển. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhé. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo để tiếp tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video sau.